vị và các bạn, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, nơi làm việc, địa điểm kinh doanh là việc làm tất yếu và phải được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, với nhịp sống hối hả tất bật của công việc ngoài xã hội, thì không phải ai cũng có thể chu toàn tất cả mọi việc, phải không Thanh Huy? Chính vì thế mà gần đây đã xuất hiện nhiều dịch vụ vệ sinh các công trình, nhà cửa, giúp cho mọi người luôn có được một tổ ấm khang trang, sạch sẽ mà không phải tốn quá nhiều thời gian và công sức. Và ngay sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu về dịch vụ hữu ích này. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Đây là thời điểm mọi gia đình đều trở nên tất bật, bận rộn. Bên cạnh thu xếp công việc ngoài xã hội, thì việc dọn dẹp nhà cửa, văn phòng cũng là điều khiến nhiều người phải lúng túng. Đặc biệt là địa phương có du lịch dịch vụ là thế mạnh. Với lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ngày càng tăng, thì nhu cầu vệ sinh và dọn dẹp nhà cửa, khách sạn, resort là vô cùng cần thiết. Thường là ở gia đình cô là tự làm, cũng có một người, nhưng mà rồi cô kêu người mà tới làm mà nó rất là khó khăn. Mà gia đình làm thì không thể nào mà nó tốt, tại vì mình không có chuyên nghiệp. Cái lượng khách ở đây cũng khá ổn định, cho nên cô rất cần một cái lực lượng mà nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp. Nắm bắt được nhu cầu đó, đã có rất nhiều công ty dịch vụ nhà sạch được thành lập. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp, tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, cùng với những dịch vụ vệ sinh đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu cho mọi đối tượng. Ưu điểm của dịch vụ nhà sạch là hồ sơ lý lịch nhân viên rõ ràng, sở hữu những trang thiết bị hiện đại, những loại hóa chất tẩy rửa chuyên dụng, giúp làm sạch tối đa những vết bụi bẩn, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của vật liệu. Chính điều này sẽ giúp cho nhà cửa, địa điểm kinh doanh của bạn luôn được sạch sẽ, tươm tất, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Với đặc điểm có thể làm việc theo ca hoặc theo giờ, mô hình này không chỉ tạo công ăn việc làm cho người ở độ tuổi lao động, mà còn giúp các bạn sinh viên có thêm thu nhập, trang trải chi phí khi đi làm vào những lúc nhàn rỗi. Không những thế, đây còn là điều kiện giúp các bạn sinh viên chuyên ngành du lịch có cơ hội được trải nghiệm thực hành nghiệp vụ buồng phòng, giúp các bạn thêm tự tin tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Vì ở đây, bọn em được học tập, được làm và được nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Công ty Đông Phúc hỗ trợ rất là nhiều để bọn em có thể làm việc tốt hơn. Bên cạnh đó thì chính sách về bảo hộ lao động, về sức khỏe cho bọn em rất là tốt nên bọn em rất là yên tâm. Dịch vụ vệ sinh nhà sạch như thế này chính là giải pháp hữu hiệu cho mọi gia đình hiện đại ngày nay. Điều này không chỉ giúp gia chủ tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng tầm chất lượng cuộc sống, mà còn góp phần khẳng định chất lượng dịch vụ du lịch của Đà Lạt Lâm Đồng ngày càng trở nên chuyên nghiệp và đẳng cấp hơn. Tác dụng đầu tiên mà bộ môn thể hình đem lại sẽ là một cơ thể gọn gàng, khỏe khoắn và cân đối. Đồng thời, tập thể hình còn là một cách để bạn lắng nghe cơ thể mình, thấu hiểu và chăm sóc cơ thể tốt hơn.